Thưa quý vị và các bạn, đến nay sau hơn 3 tháng thực hiện chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, chỉ thị đã nhận được sự đồng thuận của các cán bộ đảng viên, công chức viên chức và thực sự mang lại nhiều thay đổi tích cực. 7:30 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương, nhà xe chật kín, cán bộ công chức, viên chức thuộc các phòng ban đã có mặt đầy đủ với công việc thường ngày. Sau khi tiếp nhận được chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương đã triển khai nội dung và yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị. Một điều dễ nhận thấy, đó là hầu hết các cán bộ công chức, viên chức ở các huyện thành thị trên địa bàn tỉnh đều đồng tình và hưởng ứng về những nội dung của chỉ thị 17. Tôi thấy là cái chỉ thị 17 rất là ý nghĩa. Rất thiết thực. Không uống rượu buổi trưa thì giúp cho cán bộ công nhân viên chức đảm bảo sức khỏe. Thứ hai nữa là cái chất lượng công việc, đặc biệt là buổi chiều nó tốt hơn. Qua cái kết quả triển khai 3 tháng thì thấy rằng giờ giấc cán bộ đến công sở là đã được là đảm bảo, không có cái tình trạng là cán bộ là đi muộn về sớm. Rồi tại các cái bếp ăn tập thể là không sử dụng bia rượu để phục vụ hội nghị vào các cái buổi trưa của ngày làm việc, giờ làm việc. Tôi cho rằng đây cũng là một cái chỉ thị mà đến với lòng dân cũng như là đến với cán bộ nhân viên được hưởng ứng tích cực và đại bộ phận là nhiệt tình hưởng ứng ngay từ đầu. Đến thời điểm này thì đối với chúng tôi thì tất cả các cái hội nghị của huyện cũng như của cơ sở là yêu cầu là không bố trí rượu bia để rồi cán bộ công nhân viên cũng như đảng viên chung. Từ khi có chỉ thị 17 ra đời, Ủy ban Nhân dân phường Lê Lợi, thành phố Vinh đã quán triệt đầy đủ đến từng cán bộ công chức thực hiện những nội dung của chỉ thị. Đặc biệt với công chức ở bộ phận một cửa thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, hết sức ủng hộ chỉ thị này. Giờ giấc làm việc, thái độ tiếp dân ngày càng được chú trọng và mang lại hiệu quả tích cực trong giải quyết công việc. Đây là một chỉ thị nó phù hợp, nhất là đối với cán bộ công nhân viên chức. Và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo để thực hiện tốt chỉ thị này và có hướng sẽ chỉ đạo xuống đưa vào các cái quy ước, hướng ước của từng khối phố để nhân dân, toàn nhân dân được biết và cùng thực hiện. Chỉ thị 17 có khá nhiều nội dung liên quan đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Và sau 3 tháng triển khai chỉ thị, chuyển biến rõ nhất đó là tình trạng cán bộ công chức đi làm muộn về sớm, ngồi quán cà phê trong giờ làm việc, hút thuốc trong cơ quan, uống rượu bia trước trong giờ hành chính, ngày trực đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, để chỉ thị 17 được thực hiện một cách nghiêm túc, xuyên suốt, thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể, tăng cường công tác thanh kiểm tra. Cái khó khăn cái chỗ là lớn nhất là cái công tác kiểm tra. Bởi vì cho nên cái công tác kiểm tra là một cái việc rất khó, cho nên chúng tôi xác định là từ cái vấn đề quán triệt cái chỉ thị đến cái vấn đề là triển khai kỹ xuống tận chi bộ và giám sát là đảng viên của các chi bộ giám sát cả và ở trên các cái đảng bộ ấy thì thành lập các cái đoàn kiểm tra phản ánh và dựa vào cái sự dư luận của nhân dân và dư luận của cán bộ công chức để kiểm tra và xử lý những cái đảng viên vi phạm. Nâng cao ý thức, siết chặt kỷ cương để mang lại chất lượng công việc một cách tốt nhất là mục tiêu của chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hướng tới. Mới chỉ qua một thời gian ngắn triển khai, nhưng hiệu ứng và hiệu quả mà chỉ thị này mang lại trên địa bàn tỉnh đã được thể hiện rõ nét.